Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ thì tụi mình vẫn còn ở Riverview thuộc tiểu bang Florida. Hồi nãy là mình mới quay cho quý vị và các bạn xem một khu dân cư khá là đẹp ở Riverview ha. Có trị giá là khoảng trên dưới 350.000 đô la Mỹ. Thì cái khu hồi nãy thì rất là đẹp, nhà rộng, diện tích lớn, nhưng mà xây dựng thì cũng lâu rồi, lâu hơn ở đây. Còn cái khu này á, thì xây dựng sau này thôi, tức là từ năm 2002 cho tới khoảng 2010 gì đó. Thì đương nhiên là nó mới hơn, nhưng mà nhà ở khu này thì nó không có to bằng những cái nhà hồi nãy mà mình mới quay. Đó, quý vị và các bạn cũng thấy rồi ha. Rồi bây giờ á, thì mình sẽ chạy tới một căn nhà được rao bán 200.000 đô la Mỹ. Và mình sẽ mở cửa vô quay bên trong cho quý vị và các bạn xem luôn. Ở trong cái khu community này nè. Trời, bản staff dừng lại. Thường những căn nhà ở trong cái vùng này á, thì người ta bán khoảng từ 200 cho tới 250.000 đô la Mỹ. Tùy căn. Ở cái khu này không có bị ngập lụt nha quý vị và các bạn. Với lại ở cái khu community này người ta không có thu cái tiền CDD, mà còn cái tiền SOA một năm người ta đóng là 448 đô la Mỹ. Nhưng mà không phải là đóng một lần đâu, người ta đóng là 4 lần, mỗi một quý chủ nhà phải đóng là 112 đô la Mỹ. Rồi đó. Hôm nay trời rất là đẹp, mặc dầu là nóng nhưng mà trời rất là đẹp. Khu này rất là yên tĩnh ha quý vị và các bạn. Đó, mình đi từ từ vậy đó, quý vị và các bạn thấy ha, ở cái khu này rất là yên tĩnh và an ninh cũng tốt nữa. Hôm nay quý vị và các bạn cũng biết rồi đó ha, tại vì do cái chuyện mà dịch bệnh á, cho nên đâu có làm gì được đâu. Có một số người quen của mình rất muốn đi coi nhà cửa ở khu vực trên này, nhưng mà thực sự thì mình đâu có dám mà đi show nhà, với lại bây giờ chủ nhà hả cũng không có dám cho mà khách mà vô nhà ta nữa. Cho nên hôm nay thì ở nhà riết rồi cũng tù túng, cho nên vợ chồng mình mới xách xe chạy một vòng luôn, đi lên cái hướng ở trên này để quay hết mấy cái khu vực ở trên này cho quý vị và các bạn xem. Trước hết là cho những cái người quen của mình mà có nhu cầu á coi trước, rồi sẵn dịp á, thì mời tất cả quý vị và các bạn xem chơi cho biết luôn. Cũng có khá nhiều người Việt Nam mình mua nhà ở trên này rồi đó. Tại vì nhà ở trên này á, giá thì lại rẻ hơn ở thành phố Tampa, và nhà thì lại mới, với lại thuế đóng á, thì cũng không có quá cao. Đa số ở Riverview thì không có thu cái tiền CDD, cho nên người Việt của mình cũng thích mua ở trên này lắm. Cái căn nhà mà mình muốn quay phim là xây năm 2004 và đang list lên bán với cái giá là 200.000 đô la Mỹ. Đó. Nhưng mà nhà ở đây thì garage chỉ đậu 2 xe thôi, không có lớn bằng cái khu hồi nãy. Rồi bây giờ mình gần tới cái căn nhà đó rồi nè. Nó nằm bên tay trái. Ok, để mình quẹo vô này nha. Rồi mình sẽ mở cửa và quay ở bên trong nhà này cho quý vị và các bạn xem. Đó, nhà 200.000 đô la Mỹ nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp ha quý vị và các bạn. Ok, rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở cửa bước vô nhà nha. Đây. Ở phía bên tay trái của mình là nhà bếp á. Nhưng thôi bây giờ mình đi thẳng vô, mình quay ở khu vực trong này trước nha. Rồi xong rồi mình sẽ xoay ra cho quý vị và các bạn xem. Thì cái nhà này á, là có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage đậu được 2 xe. Đó. Diện tích thì nhỏ thôi quý vị và các bạn. Diện tích chỉ có 1.235 square feet thôi. Tức là khoảng 115 mét vuông ha. Diện tích nhà thì nhỏ và diện tích đất cũng không có rộng, chỉ có 4.560 square feet cho cái lot size ở đây,
tính ra thì chắc khoảng 424 m² á. Ok, bây giờ để mình mở cửa ra ngoài nha. À, tại vì ở đằng trước cái sân đằng trước rộng cho nên ở đằng sau này mình thấy nó không có được rộng lắm. À, đây có một cái hồ bơi. Rồi để mình đi qua cái bên này quay cho coi nha. Ở phía sau có khá nhiều cây ha. Đó, sân đằng sau thì rất là sạch sẽ. Tại vì cái nhà này họ có con nít á. À, cho nên họ tráng rồi làm sạch lắm. Làm hết hồn luôn mấy con chim này. Nhà nhìn rất là sạch, chỉ có điều là cái sân ở đằng sau á nó không có được rộng thôi. Có cái kho cũng nhìn còn khá mới. Còn cái này là cái mái che đó quý vị và các bạn, vẫn còn đang sử dụng được. Nếu mà khi mà nắng mà khi mà tắm thì người ta kéo cái mái che này để phủ ra bên ngoài luôn, che nguyên cái hồ này lại. Họ đổ bê tông ở đằng sau hết rồi cho nên nhìn sạch quá ha. Rồi cái này là bên hông nhà nè đó. Rồi thôi đi vô nha. Rồi bây giờ nè, từ ở cái cửa phía sau bước vô nè. Đã nhìn thẳng ha, thì cái cửa sổ đó là cái trong đó là gian bếp đó quý vị và các bạn. Ở đây có thể là phòng khách, phòng sinh hoạt chung của gia đình gì đó. Còn cái phòng ăn là kế bên cái bếp. Còn cái khu vực phòng ngủ thì nó nằm ở phía bên tay trái. Nhà rất là gọn. Nhà nhỏ mà, tại vì nó chỉ có 1.235 square feet thôi. Thành ra cũng không có rộng lắm nhưng mà bố trí rất là hợp lý đó. Nhìn ra phía sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái khu vực phòng ngủ quay cho quý vị và các bạn xem. Đó, đây là phòng ngủ chính của căn nhà này, phòng master bedroom á. Ok, cái cửa sổ này nhìn ra ở phía sân đằng sau được nè. Hàng rào họ mới làm lại. À. Ha. Tại vì người ta còn đang ở á, cho nên đồ đạc của người ta còn khá là nhiều. À. Ở cái trong này là cái nhà tắm nè quý vị và các bạn. Rồi để mình vô mình quay cho coi nha. Ở đây thì chỉ có một cái bồn tắm nằm như thế này thôi, chứ họ không có cái bồn tắm đứng. Đó. Sao là đẹp quá ha. Cái nóc nhà này rất là sạch sẽ. Đây.
Ta xoay lại một vòng nè. Ok. Rồi bây giờ quay ra cái hướng ngoài này nha. Đây là từ phòng của chủ nhà nhìn ra. Đó, mình đang xoay ra cái hướng cửa chính nè. Rồi cái phía bên tay phải đó là cái bếp nè, để mình zoom lại cho coi nha. Nguyên cái khu bếp rất là dễ thương. Một hồi nữa mình sẽ bước qua đó mình quay cho coi. Rồi đây. Có một cái quầy bar nhỏ ở đây ha. Dễ thương quá. Nhà nhỏ nhưng mà rất là gọn. Trong cái bếp thì có luôn cái chỗ mà ngồi ăn dành cho gia đình luôn. À, trước mặt mình là cái cửa ra vào nha. Rồi phía bên tay phải là bên bếp. Bây giờ mình đi qua khu vực bên tay trái. Bên này có thêm hai phòng ngủ và một phòng tắm ở đây. Đó. Để vô cái phòng ngủ phía bên tay trái trước nè. Nhà này bài trí rất là gọn. Cái này là nhìn qua bên hông nhà của hàng xóm nè nghe. Rồi xoay ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua quay tiếp cái phòng thứ hai. Đây. Giữa hai phòng ngủ này thì có một cái bathroom để mà xài chung cho hai cái phòng này. Rồi bên đây phòng chắc này chắc là phòng của bé gái quá. Quá trời túi nhồi bông luôn. Rồi đây. Treo cái giọng nhỏ xíu thấy thương quá. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi ra lại cái khu vực chung nha. Đó. Rồi ha. Đó, bây giờ mình sẽ bước qua bên cái gian bếp nè. Cái đó là cái hướng cửa chính nha. Rồi, còn phía bên này đó là cái phòng khách hay là cái phòng sinh hoạt chung gia đình gì đó. Rồi gian bếp rất là kín đáo và riêng biệt. Họ bố trí rất là gọn thôi quý vị và các bạn. Nhà thật là sạch sẽ luôn á. Đó. Xoay một vòng nè. Cái gian bếp rất là gọn gàng và sạch sẽ ha. Rồi, ở đây thì nhìn qua thấy khu vực hai cái phòng ngủ nhỏ hồi nãy á. Đó. Xoay ra phía sau nè. Rồi, nhà rất là gọn. Chỉ vậy thôi, nhà nhỏ mà. Rồi, bây giờ thì hồi nãy mình chưa có quay cái mặt tiền ở bên ngoài á. Thì thôi bây giờ mình sẽ đi ra và mình quay mặt tiền cho coi. Đi quên,
Mà vừa bước vô cửa chính á, thì phía bên tay phải mình là cái cửa đi ra nhà xe, để mình mở ra cho coi nha. Đây, đây là cái nhà xe của người ta, nhưng mà chủ nhà này thì chắc họ chuẩn bị dọn đi á, cho nên họ để đồ đạc khá là nhiều trong này. Cái nhà này á, cái phòng giặt á, nằm ở ngoài garage. Rồi, thôi để mình đóng lại nha. Đèn cái đã. Ok. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ ra ngoài và mình quay cho quý vị và các bạn xem bên hông cũng như mặt tiền căn nhà này nha. Ôi trời, ngoài nóng quá trời nóng luôn. Đó, cái khu dân cư hàng xóm xung quanh đó, quý vị và các bạn thấy ha, khu này rất là yên tĩnh và an ninh tốt. Vùng này không bị ngập lụt nha. Rồi đây để mình xoay lại cho coi. Cái căn nhà này á, tại vì người ta chỉ bán có 200 ngàn thôi, cho nên mình không thể nào đòi hỏi là cái nhà phải thật là to được. Nhưng mà ở trong cái vùng này mà giá này thì tương đối là tốt. Mình nghĩ cái nhà này bán cũng sẽ rất là nhanh. Đó. Rồi đây, đây là cái garage đậu được hai xe nè. Đó, quý vị và các bạn thấy ha. Để mình xoay cái máy cho xem hàng xóm xung quanh đó. Thì cái căn nhà này á, họ năm ngoái á, tiền thuế property tax họ đóng là 1.249 đô la Mỹ. Thì ở đây không có thu tiền CDD nha quý vị và các bạn. Rồi thôi ha, mình quay một tí xíu để cho quý vị và các bạn biết bên trong của một cái căn nhà được rao bán 200.000 đô la Mỹ ở khu Riverview là nó như vậy đó. Rồi thôi, video của mình sẽ dừng lại ở đây nha. Rất cảm ơn quý vị và các bạn vì đã đi xem nhà này với mình ngày hôm nay ha. Trước khi tắt máy thì cho phép mình được chúc tất cả quý vị các bạn cùng với gia đình luôn luôn bình an, luôn luôn mạnh khỏe để mà vượt qua được cái giai đoạn dịch bệnh kỳ này. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.